quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ kỷ niệm và trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2014. Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước đã trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 39 thầy cô giáo, đồng thời chúc mừng 680 thầy cô giáo trên cả nước được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014, gửi tới toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo, lời thăm hỏi và chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hôm nay là những người tiêu biểu trong đội ngũ các thầy cô giáo tận tụy với nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân tin yêu. Từ xưa đến nay, nghề thầy giáo luôn được xã hội tôn vinh là nghề cao quý. Các thầy cô giáo luôn được các tầng lớp nhân dân kính trọng. Các thế hệ người Việt Nam luôn khắc ghi câu công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy trong tâm khảm của mình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội? Vì vậy, nghề thầy giáo rất là quan trọng. Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục thì nói gì đến kinh tế, văn hóa. Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm nay là năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân cùng với ngành giáo dục đào tạo triển khai thực hiện nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng tìm tòi đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực, tư duy sáng tạo của người học, đổi mới việc thi tuyển, đánh giá kết quả giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Nhưng trước yêu cầu phát triển đòi hỏi ngày càng cao, ngành giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng đội ngũ thầy, cô giáo, cán bộ, quản lý giáo dục. Tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chú trọng chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục và đào tạo. Trong đó, chú trọng việc đào tạo lại đội ngũ nhà giáo. Thường xuyên chăm lo việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người thầy giáo, để người thầy giáo thực sự là biểu tượng của sự hiểu biết và phẩm hạnh, là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê, học tập, tìm kiếm, khám phá tri thức, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, khát khao cống hiến cho các thế hệ học trò, là những tấm gương sáng để học trò noi theo. Chia sẻ với các thầy cô giáo, nhất là thầy cô giáo ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo đã và đang phải vượt qua nhiều khó khăn để chăm sóc dạy dỗ các thế hệ học trò của mình. Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến các thầy cô giáo, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy cô giáo hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình.